thêm nhiều người phải bỏ mạng trên hành trình tìm đến miền đất hứa. Ít nhất 27 người di cư từ các nước phía nam sa mạc Sahara của châu Phi đã thiệt mạng hoặc mất tích trong hai vụ chìm thuyền ngoài khơi Tunisia trong những ngày qua. Cách đây 2 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã cứu được 36 người, xác nhận 4 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Đây đã là vụ chìm thuyền thứ 7 được ghi nhận tại các vùng biển của Tunisia kể từ đầu tháng 3 đến nay, khiến tổng cộng 100 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích. Trong 3 tháng đầu năm nay, giới chức Tunisia đã chặn hơn 14.000 người di cư tìm cách đến châu Âu, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.